Xin chào các bạn. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập chứng từ là phiếu chi. Tại ô loại chứng từ, bạn nhấn F4 hoặc là bạn có thể gõ trực tiếp là phiếu chi đây. Sau khi bạn gõ phiếu chi, bạn nhấn Enter. Bạn lưu ý là khi bạn nhập phát sinh thì tất cả từ trên xuống dưới bạn dùng phím Enter hết, bạn không nên sử dụng chuột. Những ô sáng nào mà bạn không cần nhập thì bạn Enter bỏ qua. Ví dụ giả sử phiếu chi này có hai hóa đơn mua vào chẳng hạn. Số hóa đơn, ngày hóa đơn. Sau khi bạn nhập xong ngày hóa đơn, bạn nhấn Enter thì SMS sẽ hiện lên một cái form là thông tin khách hàng. Tại ô xóa này, bạn nhập chữ C để xóa trắng. Tại ô mã khách hàng, bạn nhấn F4 để bạn chọn. Trong trường hợp bạn không muốn nhớ mã khách hàng hoặc là mã khách hàng của bạn nhiều quá, thì bạn nhấn F1 để bạn tìm theo tên. Ví dụ bạn không ví dụ bạn không có nhớ cái doanh nghiệp là Thành Phát, là mã khách hàng là bao nhiêu, bạn có thể nhấn F1, bạn gõ chữ Thành Phát. Thì từ SMART sẽ hiện lên tất cả những cái khách hàng nào mà tên khách hàng có chữ Thành Phát. Bạn cũng có thể thêm trực tiếp mã khách hàng ở trên cái form là thông tin khách hàng này. Ví dụ trong trường hợp bạn nhấn F1, bạn tìm cái khách hàng này chưa có, thì trong trường hợp đó bạn đã thêm trực tiếp đây. Ví dụ bạn đặt tên cho khách hàng là mã khách hàng này là ví dụ như là khách hàng 1005 chẳng hạn. Cái mã khách hàng này bạn đặt bất kỳ. Khi mà bạn đặt mã khách hàng thì bạn không có sử dụng dấu tiếng Việt, không có sử dụng ký tự đặc biệt. Trong trường hợp mà mã khách hàng này chưa có thì Smart sẽ tự động hỏi là bạn có muốn thêm cái mã khách hàng này không? Nếu bạn chọn có thì Smart sẽ hiện lên cái form là thêm cái mã đối tượng pháp nhân cho bạn. Bạn gõ cái tên đây. Tương tự như vậy, những cái thông tin còn lại như mã số thuế, địa chỉ, điện thoại bạn tự nhập vào. Đối với cả phiếu chi thì tại ô là gán vào mã đối tượng pháp nhân và chọn có, tức là gọi bạn nhập chữ C thì cái mã khách hàng này sẽ gán vào mã đối tượng pháp nhân có. Tại vì mã đối tượng pháp nhân có là tương ứng với cả tài khoản có. Trong trường hợp mà tài khoản có là 331 thì bắt buộc bạn phải nhập cái mã khách hàng. Bạn sale sau khi bạn nhấn sale xong thì bạn đã thấy là cái mã đối tượng pháp nhân có lúc này sẽ được gán vào cái form nhập phát sinh này. Phiếu chi thì ngày chứng từ chính là ngày phiếu chi, còn số chứng từ chính là số phiếu chi. Tại ô là HDVT thì trong trường hợp mà bạn nhập là V1 thì sẽ được cập nhật vào trong cái mục là hỗ trợ kê khai mục 1, tương ứng vậy mục V1 hoặc V2 hoặc là V3 bạn nhập mục nào thì Smart sẽ cập nhật tương ứng vào cái mục đó ở trên cái phần mềm hỗ trợ kê khai. Nội dung. Tài khoản nợ. Tại ô tài khoản nợ này bạn có thể nhấn F4.
À, bạn gõ cái tài khoản bạn muốn nhập. Trong trường hợp mà các bạn muốn theo dõi theo mã yếu tố chi phí chẳng hạn, thì các bạn có thể nhập cái mã yếu tố chi phí vào cái ô là yếu tố chi phí lợi. Trong trường hợp mà các bạn tài khoản có là 11 thì các bạn có thể bỏ qua cái ô là đối tượng pháp nhân có. Bạn nhập thành tiền thuế suất giá trị gia tăng. Các bạn lưu ý là trong trường hợp mà ví dụ như là phiếu chi mà không có thuế giá trị gia tăng thì cái ô là tài khoản thuế này bạn vẫn cứ để là 1331, bạn các bạn không cần phải xóa đi, các bạn cái enter bỏ qua. Giả sử cái phiếu chi này còn một cái hóa đơn nữa thì các bạn nhập tiếp cái số hóa đơn nữa vào đây. Các bạn nhập tiếp lại tiếp tiếp tục bạn nhập mã khách hàng đây. Số tiền tiếp đây. Sau khi bạn nhập sau khi các bạn nhập là tổng tổng tiền, các bạn enter một hai cái thì Smart sẽ lưu vào cái nối dữ liệu ở cái bên dưới này. Trong trường hợp mà các bạn thấy là cái mục nào sai, cái cột nào sai, các bạn sẽ sửa lại. Ví dụ tài khoản nợ hoặc là số tiền hoặc là tiền thuế. Ví dụ trong trường hợp này rằng giả sử tôi thấy cái hóa đơn số 2 này là cái thuế suất là 10% là sai thì tôi có thể sửa lại. Ví dụ là hóa đơn trên hóa đơn ghi 5% chẳng hạn. Sau khi bạn sửa xong thì Smart sẽ tự động một tính lại. Tương tự vậy, khi bạn nhập xong tới cái bút toán cuối cùng thì bạn nhấn các bạn nếu nhập xong cái bút toán cuối cùng, các bạn nhấn F12 để lưu. Sau khi nhấn F12 để lưu xong thì các bạn có thể là in hoặc là view. Trong trường hợp mà chúng ta có thể mẫu chứng từ chưa có hợp lý, các bạn có thể chỉnh lại cái mẫu chứng từ phiếu thu phiếu chi cho nó hợp lý với cả đơn vị của bạn. Trong trường hợp mà các bạn chưa biết chỉnh lại cái phiếu chi, các bạn có thể điện về phòng kỹ thuật của công ty phần mềm năng động để gặp cái bộ phận kỹ thuật. Các bạn sẽ được phòng kỹ thuật hướng dẫn cách chỉnh những cái phiếu thu phiếu chi cho nó hợp với cả đơn vị các bạn. Sau khi mà các bạn nhập xong thì toàn bộ chứng từ cũng sẽ lưu được vào trong sổ chứng từ gốc. Các bạn có thể mở sổ chứng từ gốc từ cái mục 2 là sổ chứng gốc, hoặc là các bạn có thể kích vào cái chữ là KTSC ở bên dưới này. Như các bạn đã thấy là tôi vừa nhập cái phiếu chi gồm có hai cái hóa đơn, thì mỗi một cái hóa đơn sẽ tạo ra một cái dòng tiền thuế giá trị gia tăng tự động. Tại trong sổ chứng gốc này các bạn có thể xem sửa hoặc là in ấn. Về vấn đề mà sửa từ trong sổ gốc, các bạn xem vui lòng xem cái chức năng sửa chứng từ bằng chức năng là F12. Xin chào các bạn.